Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh của hội nhập kinh tế sâu rộng như hiện nay, cùng với duy trì hoạt động xúc tiến thương mại theo các kênh truyền thống như quảng cáo, khuyến mại, việc tham gia hội chợ triển lãm đã và đang là một hình thức phổ biến nhất được các doanh nghiệp Việt Nam lựa chọn cho quá trình phát triển thị trường trong và ngoài nước. Vì hình thức xúc tiến thương mại này vừa mang yếu tố để trưng bày, giới thiệu sản phẩm hàng hóa, vừa mang ý nghĩa khuếch trương quảng bá cho doanh nghiệp. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát ngay ở cả trong nước và trên thế giới, hoạt động xúc tiến thương mại đã có sự thích ứng linh hoạt để hỗ trợ doanh nghiệp trong việc kết nối giao thương ở cả thị trường trong nước cũng như khai thác mở rộng thị trường xuất khẩu. Theo Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương, khi đại dịch bùng phát, hoạt động xúc tiến thương mại được triển khai một cách chủ động, linh hoạt, đổi mới, qua đó hỗ trợ thiết thực, có hiệu quả. Các doanh nghiệp, hiệp hội, địa phương kết nối cung cầu, tiêu thụ sản phẩm trên thị trường trong nước cũng như xuất khẩu. Các hội nghị, hội chợ, triển lãm trong nước và quốc tế, hàng triệu phiên giao thương được tổ chức trực tuyến hoặc kết hợp cả trực tiếp và trực tuyến trên môi trường số đã hỗ trợ hàng triệu lượt doanh nghiệp thực hiện giao dịch với các đối tác nước ngoài trong lĩnh vực nông sản, thực phẩm chế biến, hàng tiêu dùng, cơ khí, công nghiệp hỗ trợ, dệt may, da giày, logistics. Tại các khu vực, thị trường xuất khẩu chủ lực và tiềm năng như là Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Á, Châu Phi, các thị trường mà Việt Nam đã ký kết Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA, CPTPP, RCEP, v.v. Cũng theo Cục Xúc tiến Thương mại, năm 2019 khi chưa bị dịch COVID hoành hành, các hoạt động xúc tiến thương mại thông qua hội chợ triển lãm đã hỗ trợ trên 10.000 lượt doanh nghiệp tham gia hưởng lợi trực tiếp, thu hút 1,5 triệu lượt khách tham quan, mua sắm, trong đó có gần 100.000 lượt giao dịch thương mại với tổng trị giá hợp đồng xuất khẩu hàng hóa đạt gần 5 tỷ đô la Mỹ. Doanh số bán hàng trực tiếp tại các hội chợ vùng, phiên chợ đạt gần 200 tỷ đồng. Do cái tình hình dịch bệnh trong 2 năm qua cũng đã ảnh hưởng rất nhiều đến cái công tác xúc tiến thương mại. Do đó mà cái việc mà Bộ Công Thương tổ chức những cái hội chợ để kết nối cung cầu và xúc tiến thương mại như thế này là rất là cần thiết. Và chính vì vậy nên là Bến Tre đã cùng với các doanh nghiệp để tham gia vào cái hội chợ này để tìm kiếm cái cơ hội để quảng bá rồi xúc tiến thương mại các cái mặt hàng nông sản trên địa bàn của tỉnh Bến Tre, cũng như là tìm kiếm cái cơ hội đầu tư cho các doanh nghiệp đến với Bến Tre để đầu tư vào các cái việc mà chế biến các nông sản và cái tính chất là tập trung của tỉnh Bến Tre. Lào Cai thì cái sản phẩm có thế mạnh của địa phương thì tương đối nhiều. Thế nhưng mà cái sản lượng thì nó không lớn mà chủ yếu nó vào một số cái mùa vụ. Thế thì qua những cái hội chợ trực tiếp như này thì chúng tôi sẽ cùng với các cái cơ sở sản xuất cũng như là các cái doanh nghiệp đầu mối sẽ trực tiếp giới thiệu được đến người tiêu dùng trong cả nước về những cái sản phẩm của tỉnh, của sản phẩm của Lào Cai. Thế và để người tiêu dùng cả nước biết đến với sản phẩm Lào Cai theo mùa vụ. Trong thời gian qua thì đại dịch đã ảnh hưởng rất lớn đến các cái doanh nghiệp của Việt Nam nói chung và doanh nghiệp của thành phố Đà Nẵng nói riêng. Đợt này thì chúng tôi thấy là một cái sự kiện rất là có ý nghĩa đối với doanh nghiệp thành phố. Vì vậy là Sở Công Thương đã tổ chức một cái đoàn của doanh nghiệp thành phố tham dự cái sự kiện lần này, gồm có 9 doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực khác nhau, là những cái doanh nghiệp phải nói là cũng tiêu biểu và có những cái sản phẩm mới rất là đặc biệt của thành phố. Và thông qua cái sự kiện lần này chúng tôi cũng mong muốn là tạo cái cơ hội tốt để cho các cái doanh nghiệp giới thiệu và quảng bá các cái sản phẩm của mình, kết nối với khách hàng để mà tăng thêm cái thị phần mà cũng như là phát triển thị trường tiêu thụ. Hoạt động xúc tiến thương mại bằng hình thức hội chợ triển lãm được xem là cầu nối hợp tác và phát triển thương mại giữa doanh nghiệp Việt Nam và thế giới, cũng như giữa doanh nghiệp của vùng miền này với vùng miền khác, giữa địa phương này với địa phương khác. Thậm chí, có nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa khi tham gia các hội chợ triển lãm đã tìm được nhiều đối tác kinh doanh, thâm nhập vào các kênh phân phối hiện đại. Thì cái hội chợ này là rất bổ ích trong các cái doanh nghiệp được xúc tiến đến để quảng cáo đến khách hàng nhỏ lẻ, sau đến là các cái chuỗi siêu thị thực phẩm để được biết đến sản phẩm. Qua mỗi một lần được đi hội chợ này thì là công ty tôi tiếp xúc được rất nhiều khách hàng, một số khách hàng của các địa đại lý, các chuỗi thực phẩm đã quan tâm đến hội chợ và qua gặp để trao đổi sản phẩm, ký một số hợp đồng. Chúng tôi cũng tiếp cận được nhiều khách hàng. Hiện tại thì công ty chúng tôi đã vào được cái hệ thống siêu thị, nhiều siêu thị, ví dụ như là Vinmart. Cơ hội rất là lớn, tại vì được tiếp cận vì không chỉ là khách nội địa mà còn là khách quốc tế. Mình có cơ hội để mở rộng thị trường và giới thiệu quảng bá sản phẩm cho nhiều người biết hơn.
Hơn 2 năm qua do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các hội chợ triển lãm không được tổ chức bằng hình thức trực tiếp mà thay bằng hình thức trực tuyến. Tuy hình thức trực tuyến cũng đem lại hiệu quả nhất định, đặc biệt trong kỷ nguyên 4.0 này, nhưng theo một số doanh nghiệp vẫn không bằng những cuộc trao đổi, giao thương trực tiếp với đối tác, khách hàng tiềm năng, trực tiếp trải nghiệm sản phẩm và ký kết hợp đồng. Đó là cơ hội mà doanh nghiệp có được khi tham gia vào các hội chợ triển lãm. Chúng tôi đúng là đề xuất là kết hợp cả hai, nhưng chúng tôi vẫn ưu tiên hơn cả với ngành hàng chúng tôi, đó là các cái hội chợ mà chúng tôi gọi là truyền thống. Bởi vì hiện nay đó vẫn là cái, khi chúng tôi khảo sát thì chúng tôi thấy rằng doanh nghiệp vẫn đánh giá cao cái hiệu quả. Bởi vì đó là giống như là một ngày hội của những cái người mà cung cấp thủy sản cho toàn cầu. Người ta gặp mặt nhau để trao đổi, ngoài chuyện giao lưu thì cái chuyện đặc thù của ngành đó là phải nếm, phải thử, phải có đánh giá về độ tươi để trao đổi về cái chuyện về đơn hàng. Cho nên rằng cái ưu tiên đầu tiên của chúng tôi là vẫn đối với ngành hàng chúng tôi là tiếp tục các cái hội chợ truyền thống. Tuy nhiên rằng bên cạnh đấy, với cái sự chuyển dịch số hiện nay thì chúng tôi hoàn toàn là ủng hộ và muốn tham gia trong các cái chương trình về B2B và B2C mà gắn với trên một cái nền tảng số nữa. Thì cả hai cái như vậy, tức là cả hai công cụ, thì nó sẽ khiến cho những ngành hàng mà gắn với nông sản, thủy sản như chúng tôi sẽ có thêm được các cái hiệu năng để mà có được cái cạnh tranh nhiều hơn với lại các nước mà đang có cái phát triển ngành hàng thủy sản tương tự. Tổ chức hội chợ triển lãm là một hoạt động xúc tiến thương mại mang tính quy mô tầm cỡ đối với các doanh nghiệp, tổ chức trên cả nước. Hình thái xúc tiến thương mại này luôn nhận được sự quan tâm từ đông đảo khách hàng và doanh nghiệp. Những diễn biến phức tạp, khó lường về kinh tế, chính trị tại nhiều quốc gia và khu vực trên thế giới đã tạo nên nhiều thách thức đối với lĩnh vực thương mại, phát triển ngoại thương. Do vậy, hoạt động xúc tiến thương mại thông qua hội chợ triển lãm vẫn sẽ là phương thức hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển xuất khẩu, mở rộng thị trường trong và ngoài nước.